Rồi. Hai anh em ra ngắm hoa này này, hoa đẹp này này. Úi, hoa đẹp quá này này. Trâm ơi, hai anh em là ra đây bố chụp cho kiểu ảnh nào. Đây, Dũng ơi, từ từ đã. Nên ra đây. Đây, 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 bên này, đứng này, đứng đứng ra đây. Đứng ra đây. Bố chụp cho kiểu ảnh nào hai anh em. Úi giời ơi, nhanh 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 nhanh. Rồi quay ra đây nào, quay 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 ra đây, quay 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 ra đây. Úi, một hai, nhìn vào đây Trâm ơi. Cười lên nào, hai anh em cười lên. Cười lên. Nào. Cười lên nào. Nào nào nào. Úi giời ơi. Làm gì? Hoa xấu à? Hoa xấu à? Đây ra 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 đây, ra đây hoa đẹp hơn đây này, ra hoa đẹp hơn. Đấy, đứng ở đây. Nào bố chụp cho kiểu ảnh nhá. Nào xin mời nào. Em nào hai anh em cười lên nào. 1 2 3 cười lên. Dũng đứng thẳng lên nào. 1 2 cười lên, cười lên, cười lên. Cười lên nào hai anh em. Chấm cười lên. Ôi giời ơi. Nào đứng đây, Dũng lên đứng lên. Đứng lên nào. Ôi giời. Nào nào. Cười Dũng cười tươi lên. Rồi, ôi giời ơi được rồi. Rồi. Bây giờ xong rồi, bây giờ lên trên bậc nào. Là hai ba hai anh em lên leo lên bậc đi nào. Leo lên bậc đi. Trâm leo được không? Trâm leo được à? Trâm bố dắt lên nhá. Ừ, bố dắt Trâm lên nhá. Ừ, đúng rồi. Bây giờ không phải chỗ đấy là không phải chỗ đào bóng nữa bố. Nào, hai anh em đứng đây bố chụp cho kiểu ảnh thế nào. Bông hoa này, hái hoa nào, hái hoa nào. Bố ơi, cái hồ sơ là bóng ấy. Ừ, đấy, hoa đẹp chưa? Nhưng mà bây giờ hoa đẹp quá nhỉ. Ong. Ong đấy, cẩn thận đấy. Ừ, nào, 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 nào. Dũng đứng sau em nào, đứng hái bông hoa đi. Đúng rồi, Trâm hái hoa đi nào. Trâm hái hoa nào, hái hoa đi. Ừ. Bố chụp cho con với. Thế bố bảo con, đấy thôi. Con chụp hoa gài lên đầu em đi. Nào, hái bên kia, hái bên kia. Hái hoa gài lên đầu em đi nào. Hái tóc em đi nào. Đúng rồi. Ui giời ơi. Trâm ơi nhìn vào đây nào. Trâm ơi. Ủa, anh Dũng đang làm gì đấy? Ừ, hoa đấy. À, anh Dũng lên gài lên tóc của Trâm à? Đúng không? Ôi, không gài, lên bông khác. Anh Dũng cài hàng gài lên tóc Trâm à? Đúng không? Ừ. Ý. À, tóc em bé lắm à? Ôi, không được nhỉ? Đấy, thấy chưa? Hoa nhiều không? Hoa bạt ngàn nhỉ? Ủa, ngã đi con à? Chân mồm ấy. Ừ, hoa nhiều quá nhỉ? Ôi, chỗ kia cho đà bóng nhưng mà bây giờ phá rồi bây giờ. Ừ. Đấy, hoa nhiều quá.